Rồi xin chào các bạn ha. Thì ở đây mình có một cái cây mai giống mà Đại Lộc mà các bạn đang nở bông nè. Thì cây này mình cũng có ý định giao lưu các bạn. Các bạn nào thích thì có thể giao lưu. Cây này chưa có uống tàn chứ nha. Tàn nó bung rất là cao ha. Đó. Rất là dài nè. Một cái cành dài tầm khoảng 60 cm ha. Đây. Thì mình hồi mình sẽ tiến hành mình xoay cái mặt bông để cho các bạn xem ha. Rồi. Đây là cái cây của nó nè. Được cái gì không các bạn nè, đây ù chỗ này nè các bạn ơi, ù ha, dài ha, cây tầm khoảng 21 đó. Thì mình sẽ xây cái mặt cây để cho các bạn xem ha. Đó, đây là cái đế của nó ha, phần đế nè. Đó, đây là cái phần đế, cây nó già già dữ lắm nha các bạn, này uống dây nữa thì ok. Rồi các bạn thấy không, đây là một cái nhánh của nó rất là dài nè, này thì xếp thì hơi khó một chút nhưng mà không sao. Rồi đây là cái chuẩn bông luôn ha các bạn, đây bông nó ra nè, thấy không. Rồi đây là cái bông của nó nè, các bạn nhìn nè, nó đẹp rất là đẹp ha. Đây hai lớp cánh, bông bự to nè, bốn ngón tay ha, rất là to nha các bạn. Đó, bốn ngón tay mình luôn nè, các bạn thấy không nè, bốn ngón tay luôn ha, hơn bốn tay luôn đó. Thì đây là cái bông của nó nè, đó bông mà nó chuẩn mà nó ra gì là nó tròn vo các bạn, nó rất là to ha, bông đẹp mới vừa nở luôn nè các bạn. Này về uống bonsai vẫn được ha, nhưng mà mình chưa có uống luôn, nuôi nó rất là to các bạn, cây tầm hai mấy, đường thân lắc lượng để gõ luôn ha các bạn. Đây già nè, đây là những cái phần nó u lên nè các bạn thấy không, đây xù xì u nặng ha, nó xù rồi các bạn ơi, một số cái cành nó già quá nó kéo xù. Thưa các bạn, thì mình nè, đây là cái đế của nó nè, cái lăng thằng lắc nè các bạn, đây là cái phần xù của nó nè, đây u lên cục, cái này về nè, mặt bông nó chuẩn ha, rất là to, bốn ngón tay ha, giống như nãy mình đã giới thiệu đó, đó là những cái bông búp nở như thế này nè, thì mai nó mới nở ra các bạn. Ở đây cổ đế đàng hoàng ha, lúc trước mình trồng hơi sâu ha, về đôn lên trời rất đẹp rất to ha. Đây đây tầm hai mấy nha các bạn, 21, cho trung bình cứ 21 thôi. Rồi ở đây là cái đường thân nó dặn nè các bạn thấy không, ghép tay cành rất là đầy đủ luôn, về có thể lấy giống luôn các bạn. Đó. Rồi trở lại cái mặt bông đó để cho các bạn cùng xem ha. Thì anh em nào yêu thích cái mai này thì hãy liên hệ với công Nguyên qua số điện thoại mình để trên tiêu đề ha. Mình nữa rất vui được phục vụ các bạn, xin cảm ơn các bạn, xin chào.